Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Chúng ta sẽ tiếp tục cái loạt bài tự học Flutter. Ở bài trước thì mình đã giới thiệu cho các bạn cái widget cơ bản đầu tiên, cũng là cái widget mà chúng ta sẽ hay sử dụng nhiều nhất khi mà chúng ta lập trình cái phần Flutter, đúng không? Cho đó chính là cái thằng widget text, đúng không? Nó là một cái widget rất cơ bản nhưng mà chúng ta sẽ thường xuyên chúng ta sử dụng. Ok, rồi thì nếu như bạn nào mà chưa xem cái video trước thì các bạn vui lòng là các bạn là xem nó trước khi mà các bạn xem cái video này, bởi vì video này thì chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu một cái widget nữa mà chúng ta sẽ rất hay sử dụng đi kèm với lại cái thằng text này. Ok, đây những cái thuộc tính của những cái thằng này thì mình đã giới thiệu cho các bạn rồi. Thì tiếp theo đây, các bạn để sử dụng cho mình cái thằng text style đó thì các bạn sẽ khai báo cho mình một cái thuộc tính. Đây các bạn xuống dưới này, các bạn gõ cho mình cái thằng style. Ok, rồi tiếp theo các bạn gõ cho mình cái thằng text style đó. Đây thì cái text style này nó là một cái widget nhá, đúng không? Nó đi kèm, chúng ta sử dụng đi kèm với cái thằng text này để chúng ta hiển thị lên giao diện của người dùng. Rồi chúng ta sẽ tìm hiểu những cái thuộc tính. Đầu tiên, khi mà các bạn muốn đổi màu cái text này, đúng không, thì chúng ta sẽ sử dụng cái thuộc tính gì ở trong cái thằng text style? Đây các bạn sẽ khai báo cho mình cái thằng color. Đây ví dụ như các bạn là mình sẽ sử dụng cái thằng color có chữ S này, các bạn chấm đây để giúp các bạn có thể chọn màu. Ví dụ như đây mình chọn màu hồng đi, đúng không? Đây mình sẽ build thử lên xem kết quả chúng ta nhận được. Ok, rồi đây các bạn đợi một chút. Đó, các bạn nhìn thấy không, cái text của chúng ta đã đổi màu. Ok, rồi ngoài cái thằng color.ping này này, các bạn có thể đổi màu bằng rất nhiều những cái cách khác nữa. Đây ví dụ nhá, các bạn có thể sử dụng cái thằng color chấm này, đây này, ví dụ như là from argb, đúng không, thì các bạn sẽ truyền ví dụ như là 255.255.00 vào, ví dụ như vậy. Thì nó sẽ có rất nhiều các cái cách mà các bạn truyền cái mã màu vào cũng được, đúng không? Thì hay sử dụng nhất là các bạn sẽ sử dụng cái thằng color s.ping chấm màu sắc như thế này. Ở đây nó sẽ support cho các bạn rất nhiều những cái màu đây, đúng không, khá là đẹp theo cái material design này các bạn có thể chọn. Ok, rồi tiếp theo đó là nếu như mà các bạn muốn đổi màu nền của cái chữ này thì sao, đúng không? Thì đây các bạn sẽ sử dụng cho mình cái thuộc tính, các bạn phẩy này, đây các bạn gõ cho mình background color. Ở đây mình sẽ sử dụng color ví dụ như là chấm green, đúng không, nhìn cho nó khác biệt một tí, màu xanh đây, xem là chữ hồng trên nền xanh nhìn nó như thế nào. Ui dồi, nhìn nó hơi bị không hợp lắm, đúng không? Đây ví dụ như này các bạn thấy rằng cái background của cái text nó đã thay đổi rồi, đúng chưa? Ok, rồi thì các bạn hiểu tính năng của cái thằng background color nhá. Là mình sẽ comment cái thằng này lại, vậy thì nhìn nó hơi bị xấu một tí, đúng không? Rồi đó là màu. Tiếp theo, nếu như mà các bạn muốn thay đổi cái kích thước chữ thì sao, đúng không, chữ nhỏ chữ to, thì đây các bạn sẽ sử dụng cho mình cái thằng font size. Font size ở đây thì các bạn sẽ truyền cho mình cái kích thước mà các bạn muốn, ví dụ như này 30. Thì 30 ở đây thì các bạn thấy rằng cái đơn vị ở đây nó là cái gì, thì các bạn nhớ cho mình là ở đây chúng ta sẽ sử dụng đơn vị pixel. Ok đó, nếu như bạn nào mà lập trình Android thì chúng ta có thể sử dụng đơn vị SP hoặc là DP, đúng không? Còn ở đây thì các bạn nhớ cho mình nó là pixel. Đó các bạn nhìn thấy đây, họ chữ nó hơi bị to một tí, đúng không, nhìn nó hơi bị kinh dị một tí. Ok, rồi mình sẽ cho nhỏ đi nhá, ví dụ như là text size 15 thôi là vừa đẹp. Ok chưa? Rồi tiếp theo đó là cái thằng đây các bạn gõ cho mình cái thằng font weight. Font weight này nó là cái gì? Font weight này nó chính là cái độ đậm nhạt của cái text này này, hay là cái độ dày của cái text cũng được, đậm nhạt thì đúng hơn, đúng không? Ví dụ nha, các bạn gõ cho mình cái thằng font weight này chấm này. Ví dụ như là mình để weight 100 đi. Thì để weight 100 này thì các bạn thấy rằng nó sẽ khá là mảnh chữ, đúng không? Cái độ đậm nhạt nó khá là nhạt đây, các bạn nhìn thấy này. Đó, đúng không, nhìn nó hơi bị mờ mờ một tí. Thì thông thường là chúng ta để khoảng 400 là vừa đẹp, đúng không? Đây chúng ta run thử nhá. Đây là 100 này, nhìn nó sẽ rất là nhạt, nó rất là mảnh chữ. Còn cái độ dày của chữ nó sẽ lớn hơn khi mà các bạn để cái weight tăng lên. Đây này, đó. Ở đây nó có rất nhiều những cái kích thước nhá, các bạn có thể chọn, đúng không, càng to thì nó sẽ càng đậm. Ok, rồi tiếp theo
là cái thằng phông style. Phông style này là một cái để các bạn có thể chỉnh cái style của chữ. Ví dụ các bạn gõ cho mình phông style chấm. Đây, normal tức là kiểu bình thường giống như này chúng ta đang hiển thị. Còn ví dụ như là có một cái kiểu ví dụ như này, italic tức là kiểu in nghiêng, đúng không? Đây các bạn gọi chữ in nghiêng đấy. Đây các bạn thấy này. Đó, đúng không? Các bạn nhìn thấy chữ nó in nghiêng đi chưa? Ok. Rồi, tiếp theo còn một cái thuộc tính nữa chúng ta rất hay sử dụng, đó là cái thằng phông family để giúp các bạn thay đổi cái phông chữ của cái thằng này. Thì các bạn thấy rằng cái thằng text textile này nó sẽ sử dụng một cái, đây các bạn thấy rằng nó đang hiển thị lên đây đúng không? Thì đây nó đang sử dụng một cái phông mặc định, đó là cái thằng Roboto. Phông Roboto ấy rất là nổi tiếng này đúng không? Thế giả sử như bây giờ mình thay đổi cái phông chữ đi nhá. Ví dụ như là mình để đây, mình chuyển cái tên phông chữ vào đây. Time New Roman. Đúng không? Phông này thì các bạn rất là quen thuộc khi mà các bạn gõ văn bản đúng không? Rồi, đây các bạn build thử lên xem cái kết quả này. Đây các bạn để ý này. Đó. Đúng không? Các bạn nhìn thấy không? Các bạn nhìn thấy cái phông chữ nó khác khác luôn không? Đó, nó đã nhận cái thằng Time New Roman. Vậy là cái thằng phông family này để giúp các bạn có thể thay đổi cái phông chữ của cái text. Nhưng các bạn phải đặt câu hỏi ra tại sao mà các bạn truyền tên vào đây là nó lại hiểu được, đúng không? Bởi vì các bạn hiểu đơn các bạn hiểu cho mình như này. Tức là trong cái thằng Flutter này này thì cái phông chữ Time New Roman là nó có sẵn rồi, nó có hỗ trợ cái phông chữ này. Cho nên là khi mà các bạn truyền tên vào đây thì nó sẽ biết được là các bạn đang chọn cái phông chữ nào và để nó áp dụng lên cái thằng text. Còn nếu như mà các bạn muốn sử dụng những cái phông mà các bạn tự custom hoặc là những cái phông bên ngoài ấy, ví dụ như các bạn có phông thư pháp hay là những cái chữ run, chữ dế thì loằng ngoằng ở bên ngoài thì chúng ta phải custom, đúng không? Chúng ta sẽ có cách custom. Những cái thằng đó nó sẽ không có sẵn trong cái thằng Flutter. Nếu như mà các bạn lấy những cái tên của cái phông đó mà các bạn truyền vào đây thì chắc chắn nó sẽ không nhận. Đó. Còn custom như thế nào thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn trong cái video sau. Mình sẽ có một cái video riêng custom phông cho cái thằng text trong Flutter. Ok, ở đây thì các bạn hiểu nhé. Chúng ta sẽ sử dụng cái thẻ phông family này để chúng ta set phông chữ cho cái thằng text. Nhưng với điều kiện đó là những cái phông chữ đó nó phải được hỗ trợ trong cái thằng Flutter thì nó mới nhận. Còn nếu như mà nó không hỗ trợ thì nó sẽ không nhận. Ok, còn custom như thế nào thì các bạn vui lòng các bạn xem cái video sau. Rồi, chúng ta sẽ next. Tiếp theo, chúng ta sẽ làm quen với một số những cái khái niệm khác nữa. Ví dụ như các bạn muốn chỉnh cái khoảng cách giữa các từ, đúng không? Từ bằng với từ những với từ kinh với từ nghiệm này này. Đó, các bạn sẽ chọn, ví dụ các bạn gõ cho mình cái thằng word spacing. Đó, ví dụ như mình để 20 pixel. Đây, các bạn build thử lên. Thì bây giờ các từ nó sẽ cách xa nhau, đúng không? Đây các bạn, đấy, đúng không? Nhìn nó hơi bị xấu một tí. Nhưng mà các bạn, để các bạn hiểu được cái tính năng của cái thằng thuộc tính này, đúng chưa? Rồi, tiếp theo đấy là khoảng cách giữa các từ. Vậy thì khoảng cách giữa các ký tự trong một từ thì sao? Đó, ví dụ như là chữ B này, trong một từ bằng này thì khoảng cách B, A, N, G chúng ta có điều chỉnh được hay không? Được. Ok. Đây chúng ta sẽ sử dụng cái thằng thuộc tính, các bạn gõ cho mình cái thằng letter spacing. Đó, ví dụ như mình để 10 pixel. Run. Đây các bạn để ý cho mình này, bây giờ các ký tự ở trong một từ nó sẽ cách rất xa nhau. Đây các bạn nhìn thấy. Đúng không? Ok, đó các bạn, cái này thì các bạn có thể căn chỉnh như nào cho nó đẹp nhá. Ở đây thì mình đang demo cho các bạn cho nên là nhìn nó hơi bị kinh điển một tí, đúng không? Rồi mình sẽ comment hai thằng này lại. Ok. Tiếp theo mình sẽ giới thiệu cho các bạn một số những cái nữa mà chúng ta hay sử dụng, đó là cái gì? Đó là những cái kiểu chữ. Đây các bạn sẽ sử dụng cho mình một cái thằng gọi là decoration, text decoration. Để các bạn gõ text decoration chấm none. None là gì? None tức là cái kiểu mà nó không có một cái, nó kiểu bình thường mà các bạn đang hiển thị này, nó là kiểu none. Kiểu tiếp theo mà mình muốn các bạn làm quen nó là cái kiểu gạch chân ở phía bên dưới đó. Cái kiểu gạch chân này các bạn rất là hay dùng khi mà chúng ta hiển thị những cái link, những cái liên kết, đúng không? Thì chúng ta sẽ có gạch chân phía bên dưới để cho người dùng biết đó là cái link. Đây, gạch chân phía bên dưới này. Ok chưa? Thì ngược lại với lại cái thằng gạch chân phía bên dưới sẽ là gạch chân ở phía bên trên. Đó, đúng không?
Đây. Overline. Overline tức là chúng ta gạch chân ở phía bên trên. Đây các bạn để ý này, gạch chân nó đang ở dưới chữ nhiều, đúng không? Bây giờ nó sẽ đổi, nó sẽ trên chữ nhiều. Đây các bạn để ý nhá. Đó. Thấy chưa? Ok. Thế gạch chân ở dưới rồi, gạch chân ở trên rồi. Thế bây giờ mình muốn gạch ở giữa, giữa text thì sao? Đúng không? Nó phải có. Đấy. Đây, là true run. Thì cái gạch ở giữa text này các bạn sử dụng khi nào? Ví dụ như khi mà các bạn sử dụng là app bán hàng mà nó có mã giảm giá đấy, đúng không? À, ví dụ như là cái giá các bạn hiển thị cả giá cũ, cả giá mới lên để cho người dùng biết là tao đang khuyến mại bao nhiêu phần trăm. Thì các bạn sẽ gạch cái giá giá cũ đi, đúng không? Thì chúng ta sẽ sử dụng cái loại này. Đây, light true. Text decoration light true. Đúng chưa? Ok. Đó, đó là các bạn lưu ý cho mình cái thằng decoration này nó cũng khá là hay đấy. Ok chưa? Rồi, vậy là trong cái video ngày hôm nay thì mình đã giới thiệu cho các bạn những cái cơ bản nhất cũng như là những cái phổ biến và quan trọng nhất các bạn cần phải nắm của cái thằng widget text style, và chúng ta sẽ sử dụng cái thằng text style này đi kèm với lại cái thằng text. Đúng không? Đó, hai thằng này nó sẽ đi kèm với nhau. Nó sẽ lồng nhau như thế này thông qua cái thẻ style. Các bạn lưu ý cái điều đấy. Thì mình chỉ giới thiệu những cái, mình chỉ nhặt những cái cơ bản nhất thôi. Còn nếu như bạn nào mà muốn tìm hiểu từ đầu cho đến cuối nhá, thì đây, các bạn giữ control cho mình, các bạn vào cho mình cái thằng text style. Ok chưa? Đây, có rất nhiều những cái thuộc tính để cho các bạn có thể học và sợn. Nếu như bạn nào muốn học đầy đủ từ đầu cho đến cuối nhá. Đó, mình không thể có thời gian mình giới thiệu tất cả những cái này được, thì nó hơi bị thừa mà nó mình, các bạn cũng phải tự học một tí, đúng không? Mình chỉ nhặt ra những cái cơ bản mà các bạn nắm được thôi, cách sử dụng như thế nào thôi. Còn những cái khác thì các bạn, một là các bạn rất ít sử dụng, hai nữa là các bạn sẽ phải tự tìm hiểu. Ví dụ như ở đây, ví dụ như thằng shadow, tức là cái thằng đổ bóng cho text ấy. Các bạn dùng Photoshop thì các bạn biết đổ bóng cho text rồi, đúng không? Thì thằng này có luôn shadow này, nó sử dụng như thế nào thì các bạn tự tìm hiểu nhá. Đây, những cái mà mình vừa nhặt cho các bạn này đó, đúng không? Cũng hầu hết là những cái khá là quan trọng rồi. Background này, đó, decoration đây, phông đây, đúng không? Đó, ok. Rồi, còn video sau thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn làm sao chúng ta có thể custom được một cái phông tùy theo ý thích, phông ở bên ngoài, để chúng ta có thể hiển thị lên giao diện người dùng trong ứng dụng Flutter. Cái video này thì mình tạm dừng ở đây thôi nhá. Nếu như có gì không hiểu hay là có vấn đề gì thì các bạn có thể comment dưới video. Bạn nào mà chưa đăng ký kênh ý, thì các bạn nhớ là cho mình xin một đăng ký kênh YouTube này, bật chuông để có nhận thông báo khi mình ra video tiếp theo. Cảm ơn tất cả mọi người. Xin chào và hẹn gặp lại.